thắng siêu tốc, đưa Việt Nam vào vòng loại 2 Olympic 2024. Ghi 2 bàn trong 7 phút để thắng Nepal 2-0 ở lượt về chiều ngày 8 tháng 4. Nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ nhất Olympic 2024 châu Á với tổng tỷ số 7-1. Tuyển nữ Việt Nam thắng Nepal chung cuộc 7-1 sau 2 lượt trận để vào vòng loại 2 Olympic 2024. Ghi bàn, Hải Yến 4-7. Ở lượt đi, Việt Nam thắng 5-1, xem như đặt một chân vào vòng loại 2. Đến trận lượt về, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất. Với tinh thần thoải mái và khác biệt về trình độ, Việt Nam áp đảo thế trận và chỉ mất 7 phút để khiến trận đấu an bài. Phút 4, từ pha đá phạt góc của Mỹ Anh bên cánh phải, Phạm Hải Yến băng vào chạm bóng không quá nguy hiểm, nhưng thủ môn Angela Suba mắc sai lầm bắt hụt bóng dẫn đến bàn mở tỷ số. 3 phút sau, Thu Thảo từ cánh phải chuyền thẳng vào vòng cấm loại toàn bộ hậu vệ Nepal. Hải Yến băng lên khống chế không quá tốt nhưng vẫn kịp đá nối nâng tỷ số lên 2-0. Sớm dẫn 2 bàn, Việt Nam chơi thông dong nhưng vẫn kiểm soát phần lớn bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Chủ nhà Nepal chơi nỗ lực nhưng chênh lệch trình độ khó san lấp. Chấp nhận thua 0-2 và 1-7 sau 2 lượt trận. Việt Nam dẫn đầu bảng C với 6 điểm, giành vé vào vòng loại 2 cùng Thái Lan, Nhật Bản D, Ấn Độ, Nhật Bản D và Iran, Nhật Bản B, 3 tấm vé ở bảng A, E, F phải đến ngày 11 tháng 4 mới xác định được chủ nhân. Trước đó, 5 đội vào thẳng vòng 2 là Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vòng loại 2 gồm 12 đội tuyển chia làm 4 nhóm hạt giống theo thứ tự FIFA. Với vị trí 33 FIFA, Việt Nam chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống số 2. AFC sẽ bốc thăm chia 12 đội vào 3 bảng thi đấu một lượt trận trong tháng 10 năm 2023. 3 đội dẫn đầu và đội nhì bảng thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại cuối cùng, chia cặp đá lượt đi lượt về để chọn ra 2 đội thắng tới Paris dự Olympic 2024.